Và kính thưa quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý và thưa toàn thể quý vị khán giả, ngay sau đây sẽ là một phần vô cùng đặc biệt và vô cùng ý nghĩa của giải đấu. Đó là chúng ta sẽ cùng quyên góp từ thiện để gây quỹ cho đồng bào lũ lụt miền Trung. Và trên sân khấu này, chúng tôi đã bố trí một thùng từ thiện để dành tặng đến cho tất cả quý vị khán giả ngày hôm nay. Những ai, tất cả toàn thể quý vị có những tấm lòng hảo tâm, chúng ta sẽ cùng đóng góp một phần nhỏ bé của mình để giải đấu của chúng ta ngày hôm nay sẽ góp một phần nhỏ bé để cùng hướng về miền Trung yêu thương. Và ngay sau đây, tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Nam, trưởng ban tổ chức giải đấu, sẽ cùng bước lên sân khấu để cùng ủng hộ cho giải đấu của chúng ta năm nay với số tiền 3 triệu đồng. Xin được trân trọng kính mời ông. Sinh ra trên mảnh đất miền Trung, ngày tôi ra đời quê hương chìm trong khói lửa. Nay đã qua rồi những ngày xưa gian khó, quê hương tôi đang sống cạnh Thái Bình. Dù sống xa quê nhưng lòng tôi vẫn nhớ, vẫn hướng về cội nguồn, về mảnh đất thân thương. Hôm nay nghe hùng tin mà lòng đau quặn thắt, miền Trung ơi nước mắt lại rơi. Đồng bào thương cho mảnh đất quê hương, nước mắt chưa kịp khô vì nỗi đau chiến tranh để lại, nay lại rơi vì bão lũ hoành hành. Những người vợ mất chồng, những em bé mất cha, tôm cá để những ngày về
bạn đến với set 4 các bạn, trận chung kết giải bóng bốn Liberty tại Nghệ An. Team của Tài Chính Đức Nhân có Tài Nhỏ, Mỏ Hồng, Cô Em, Hâm Cơ Bắp và Quy Chọi. Đối đầu với Hoàng Minh Coffee có Lý Quốc Bãi Biển, Quý Nhóc, Xe Việt Thứ và Chí Thống. Lọt chặn mà đừng lên. Cửa thủ không rồi. Mỏ Hồng. Úp. Một trận đấu tuyệt vời các bạn ơi. Xin mời lực lượng an ninh giải bóng ở các khu vực phía góc bóng để các vận động viên có thể vớt bóng được. Cố lên ơi. Quốc cụ em. Lý Quốc chắn bóng tốt. Vâng. Thương nhau. Mỏ Hồng. Chắn bóng tốt của Lý Quốc. Tiền số 90. Sau trận đấu mình nghĩ là hơn 1.000 người nha các bạn. Và trao giải. Và chúng tôi sau khi ý đã thống nhất là sẽ làm lễ tổng kết và trao giải ngay chính trước sân vận động. Để cho khán giả chúng ta có thể là ngay sau đó chúng ta sẽ làm lễ tổng kết và trao giải ngay. Cô em. Đập bóng quy lực. Sao được cô em 12 đây. Đúng lúc. Cô em. Đập bóng quy lực. Và cô sở đó đây nào. Mỏ Hồng. Phòng thủ tốt đến từ Quý Nhóc. Xe Miệt Thứ. Tài Nhỏ. Mỏ Hồng phản công. Xe Miệt Thứ chắn bóng tốt các bạn. Tuyển trước trận bóng. Một trận đấu nhiều cảm xúc. 18-15. Ở dưới chân chắn. Cô em. Một pha dỗ bơm của cô em. 16-20. Trên kênh của Thảo Mạc Kính nha các bạn. Một tràng vào tay đang cổ vũ cho ai đây. Xe Miệt Thứ. Cuối cùng. Cơ thể. Tỷ số 25-21. Chiến thắng dành cho Hòa Minh Coffee đến từ Việt Nam. Hòa Minh Coffee chiến thắng các bạn ơi. Tỷ số 3-1. Đội bóng đến từ miền Nam của ông bầu Arsenal và ông bầu B quận 9. Hôm nay ông đã mặc một bộ đẹp, rất là đẹp, rất chỉnh tề. Hoàng Minh Coffee vô địch nha các bạn. Xin cảm ơn.